Lan Khuê, may là cưới tối nay chứ kéo dài thêm tháng nữa chắc hai đứa chia tay. Hoa khôi Lan Khuê chính thức theo chàng về dinh trong đám cưới cổ tích được tổ chức vào tối hôm qua ngày 4 tháng 10. Lan Khuê bật khóc khi tiến vào bên trong lễ đường. Cô được bố dìu lên sân khấu để gặp chú rể John Tuấn Nguyễn. Cả hai dành cho nhau cái ôm ấm áp. Hai bên gia đình nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Mở màn đám cưới, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người chủ trì buổi lễ. Trong không khí long trọng, MC Kỳ Duyên chia sẻ lý do tại sao là người cầm mic hôm nay. Vì lúc xưa bố cô là Nguyễn Cao Kỳ, là bạn thân của ông bà nội chú rể John Tuấn Nguyễn. Cả hai gia đình có mối quan hệ khá thân thiết với nhau, nên cô được gia đình chú rể và cô dâu giao cho trọng trách quan trọng trong đám cưới. Vào lúc 8:30, cô dâu Lan Khuê xúc động bật khóc khi thấy chú rể John Tuấn Nguyễn đứng ở phía trên sân khấu chờ mình. Cả hai ôm chặt nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và hàng trăm khách mời ngồi phía dưới. Sau đó, John Tuấn Nguyễn hạnh phúc phát biểu rằng, kiếp này kiếp sau vẫn yêu em. Nếu kể ra lý do thì không còn thời gian, đến sáng mai cũng chưa kể hết. Anh yêu em là không cần lý do. Lan Khuê đáp lại lời của ông xã, sáng nay tập chương trình có nói với nhau, cũng may đến tối nay là xong rồi, chứ kéo dài thêm một tháng nữa là hai đứa chia tay quá. Trong một tháng qua, tụi con chuẩn bị đám cưới còn không có thời gian để hai đứa đi ăn tối riêng, đi xem phim. Cũng không có thời gian để mà đùa giỡn với nhau như lúc trước. Mỗi lần gặp nhau là toàn nói về kế hoạch sắp tới. Sẽ có những sự cố làm hai đứa chúng con mặt nhăn mày nhỏ với nhau. Nhưng mà tất cả đã qua. Em nghĩ sau hôm nay, mình sẽ yêu nhau lại. Em cảm ơn anh rất nhiều.